Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, Có đại gia lo là đúng hay sai chị? Câu trả lời của chị Nhi á, cũng như thường lệ, không có đúng hay sai. Với em đại gia là gì? Tại vì đối với chị, đại gia là một người cũng làm việc trâu chó để ra tiền. Và chị Nhi rất tôn trọng những cái người đại gia mà có đức. Tao lặp lại là có đức. Theo thời gian khi mà chị Nhi đi làm và tiếp xúc trong cái ngành mà gặp toàn những cái người mà gọi là có địa vị và giàu có trong xã hội, chị Nhi nghĩ là họ xứng đáng được có một chút gì đó tôn trọng. Tại vì họ cũng phải vượt lên rất là nhiều thứ để mà đạt được cái điều họ muốn. Nhưng mà cũng theo thời gian chị Nhi nhận thấy là họ cũng là con người thôi. Và họ là con người thì họ cũng có những cái chuẩn mực mà chị Nhi muốn. Có những người người ta rất ok để ở với những người đại gia, chỉ cho họ tiền và không có cho họ lại thời gian hoặc những cái thứ khác. Có những người người ta ok với cái đó, tại vì đối với họ vật chất thì quan trọng. Nhưng mà đối với chị Nhi, việc chị Nhi thành công trong tài chính và sự nghiệp và những cái thứ mà chị Nhi đang có, ở kế bên một người đàn ông tầm thường đối với chị Nhi là điều không chấp nhận được. Chị xin lỗi, tụi em có thể nói chị Nhi chảnh, nhưng mà chị không thể nào mà ngồi nói chuyện với một thằng đàn ông mà nói với chị: em ơi, em tiết kiệm tiền đi, em đừng mua đầm mua váy, em đừng mua nhà mua xe, em đừng có lo cho con, em cho con ăn cơm với mắm đi, em đừng có lo cho con học thêm cái gì hết, em cũng đừng có đi giúp người Việt Nam, em cũng đừng lo chuyện bao đồng. Chị chắc chắn chị sẽ không ở được với cái loại đàn ông đó em. Thì đối với chị, những cái người đàn ông mà có thể hiểu được cái sứ mệnh và cái điều gì đang làm, họ chắc chắn họ cũng phải ngang ngửa với chị hoặc là hơn chị. Thì bắt buộc họ cũng phải là đại gia như cái từ mà tụi em đang nói ở Việt Nam. Rồi, lại một cái nữa, nói thẳng cho thực tế nè. Trên cuộc đời này không có một người phụ nữ nào muốn ở với một thằng ăn hại và vô dụng hết. Được chưa? Chẳng qua là cái lũ đàn ông ăn hại và vô dụng lại đông hơn những cái người đàn ông mà muscular hay còn gọi là mạnh mẽ, cũng như là trượng nghĩa hay là nam tính này. Chị gặp rất ít đàn ông ở phía trên này mà thật sự giàu và trượng nghĩa và nam tính. Đa phần đàn ông sau khi thành công về tài chính, chị nói đa phần chị không nói tất cả, họ đối xử với phụ nữ như một món hàng, họ mua hết người này đến người kia. Và nếu như đó là cách tụi em sống, tùy tụi em, không có đúng có sai. Chị lặp lại, cách mà chị sống cũng như cách mà chị chọn đàn ông, nếu như ai cảm thấy đó là cái điều họ muốn học, và đây cũng là cách mà chị dạy cho rất nhiều những người phụ nữ mà đến học cá nhân với chị cũng như trả tiền để được học với chị, đó là chị nói hãy nâng cấp cái giá trị của bản thân của bạn lên. Tại vì có những cái người phụ nữ đến mà học với chị, họ rất là thành công trong sự nghiệp em. Họ có tài chính, họ có tiền, họ có nhà, họ có xe, họ có thể lo được cho gia đình của họ, họ rất tự lập về tài chính rồi. Nhưng bởi vì họ cứ yêu ai là họ ngay lập tức họ hạ cái tiêu chuẩn họ xuống. Đó là lý do tại sao họ không thể tìm được cái người đàn ông ngang tầm với họ, và sau đó họ trở thành y như mẹ của mấy cái thằng này vậy đó. Theo thời gian khi chị dạy những cái người phụ nữ như vậy, chị luôn đẩy cái tầng họ lên. Chị phải nói là bạn phải đủ quyết liệt để khi mà bạn đi với một người đàn ông này nè, và bạn chuyện đi ngủ với đàn ông hoặc là đi quan hệ với đàn ông, cái chuyện rất là bình thường nha em. Tại vì ở cái tầng của chị, những cái người phụ nữ thành đạt này rồi, cái chuyện quan hệ tình dục nó không là cái gì hết. Nhưng mà bạn cũng phải đủ hiểu là cái giá bạn phải trả cho cái sự dễ dãi đó là bạn mất thời gian để cho những người đàn ông chất lượng khác đến. Chị sẽ kể cho tụi em nghe một câu chuyện, đó là chị có một chị khách hàng. Chị quen cùng một lúc ba người đàn ông. Một người thì làm cho chị rất là thỏa mãn về tình dục, một người thì chị gặp rất là nhiều lần trong tuần, 4-5 lần trong tuần chị đi ăn tối gì để nói chuyện. Và anh đó cũng đang quen người khác, và chị cũng thẳng thắn với anh này là cũng đang quen người khác, và bởi vì như vậy anh cũng như vậy luôn. Và người thứ ba là cái người kiểu như là party, tức là khi chị đến đi tiệc tùng chị rất là thích gọi người đó. Trong chị phải coach, chị phải dạy chị đó từ từ để chị hiểu được là bạn phải loại từng người một, và bạn phải chọn ra một người duy nhất để mà bạn muốn một cái commitment. Tại vì bạn đang nói với tôi là bạn đang muốn tìm gia đình, cái chị nói yes. Thì đầu tiên chị loại cái anh đi party, anh chỉ còn lại hai người này. Giờ chị hỏi chị là bạn cần tình dục hơn hay là bạn cần một người đàn ông có thể companionship. Companionship tức là có thể tâm sự, có thể nói chuyện, và thật sự bạn với cái người này đang là bạn tốt với nhau và hai người chưa từng quan hệ với nhau. Đó cũng là một cái tín hiệu tốt, tại vì mình phải ở với một người mà như thế là bạn trước. Thì chị mới quyết định là risk. Tại vì chị chỉ gợi ý thôi. Khách hàng của chị luôn là người phải make a decision, họ phải chọn cái quyết định đó. Chị chỉ là người hướng dẫn, chị không phải là người chọn cái cuộc đời cho họ. Thì chị mới nói là ok, tao quyết định là tao sẽ cai nghiện tình dục. Tại vì tụi em biết tình dục nó cũng là một cái thứ nghiện. Khi mà em đi theo một cái loại là gọi là tình dục quá sướng bên này rồi, rất là khó để cho em grounded, tức là về lại mặt đất. Tại vì chị nhắc nhẹ với chị là chị đã 36 tuổi rồi. Đến một cái độ tuổi nhất định, nhan sắc của chị sẽ không còn, tình dục của chị có thể là sẽ tăng lên, nhưng mà chị cần một người đàn ông mà chị gọi là gia đình, thì chị phải suy nghĩ cho kỹ.
Thì cuối cùng chị quyết định liều để nói với các anh bạn đó là tao nghĩ là mỗi tuần tao gặp mày 4-5 lần như vậy mày cũng đủ hiểu rồi. Và chị nói thẳng với chị luôn, khi mà bạn nói như vậy bạn phải sẵn sàng để người đàn ông đó say no. Tức là họ nói là họ chưa có sẵn sàng và họ không có muốn có commitment với chị, thì chị phải bước đi một cái rụp luôn, tức là một phát mất ba thằng luôn á. Và đúng như chị đoán, tại vì chị đoán là cái anh này ảnh cũng còn sợ em, còn hoang mang á, còn chưa có muốn commitment nhưng mà rất là thích cái cuộc nói chuyện với chị. Nói chung là cái khi mà chị coach một người nó rất là dài dòng, chị chỉ nói vắn tắt cho tụi em hiểu thôi. Thì tối đó chị mới gặp anh này và chị mới nói thẳng anh này là nói chung là cũng mặc đầm đẹp rồi này nọ, đi uống rượu rồi nói với trai thẳng vô trong mặt luôn là em nghĩ là em đã đi với anh được 6 tháng rồi và em nghĩ là em cần một cái commitment, tức là một cái đồng ý là em chỉ muốn biết là anh đang tìm kiếm cái gì. Tiếng Anh nó gọi là what are you looking for, đó là bạn đang tìm kiếm cái gì trong mối quan hệ. Và cuối cùng ảnh nói là ảnh rất là thích cái companionship, tức là gặp gỡ, nói chuyện, rồi tán gẫu, rồi đi ăn, rồi ôm ấp với chị. Nhưng mà ảnh chưa có sẵn sàng để có gia đình và có con, bởi vì cái business của ảnh đang đi lên và ảnh muốn tập trung vào sự nghiệp. Và chị nói với chị là chưa bao giờ trong cuộc đời của chị làm một cái hành động mà mạnh mẽ tới như vậy, đó là đứng lên hôn ảnh, chúc ảnh may mắn và bước ra khỏi cửa và đi xuống đi taxi, đi về nhà, khóc trong xe taxi một mình. Sáng hôm sau gọi cho chị nói là tối hôm qua là cái lần đầu tiên trong cuộc đời tao mạnh mẽ như vậy và tao cảm ơn mày. Và chị nói với chị là chúc mừng, tại vì bạn vừa làm được một cái điều mà không phải một người phụ nữ nào cũng làm được. Đó là sẵn sàng mất đi một người mình đi ra đi vô 6 tháng trời đầu tư đó em, chứ không phải giỡn. Và tụi em có tin được không, một tuần sau chị gặp người trong mộng của chị và bây giờ hai người sắp kết hôn và chị rất mừng cho khách hàng của chị. Mỗi lần có một người khách hàng nhận ra được bài học từ cái điều chị dạy, mỗi lần có một người khách hàng bước vô trong cuộc đời của chị để cho chị giúp họ để tìm được người yêu lý tưởng của họ và họ sắp kết hôn và chị rất rất mừng cho chị. Chị rất mừng cho chị tới độ mà chị còn nói với chị là nếu như ngày xưa mà tao không có nghe lời mày mà tao bỏ một phát ba thằng đó, tao sẽ không bao giờ tìm được người chồng trong mộng của tao. Nhưng đó cũng là cái mà chị muốn nói với tụi em, cho đến khi tụi em có cái chuẩn mực, có cái giá trị của mình, biết say no tới đàn ông, biết là mình muốn cái gì, khi đó nếu như chị dễ dãi, chị nói là ok vậy thôi tao đợi mày xong sự nghiệp của mày rồi cưới, no, chị quyết định là đứng lên hôn tạm biệt cái người đàn ông đó một cách tử tế để đi về. Đâu chứ em, mẹ 1 giờ sáng đi xe taxi về khóc, 6 tháng qua tao 4 ngày một tuần tối nào tao cũng đi ăn với mày, tao cũng đi chơi với mày, tao cũng tâm sự với mày, đầu tư rất nhiều thời gian em. Và đó là cái mà chị Nhi muốn cho tụi em hiểu là phụ nữ phải có cái giá của mình, là phụ nữ phải nâng cấp em lên. Họ bản lĩnh, họ có bản lĩnh, chỉ là họ chưa có sẵn sàng để take action. Và cái câu chuyện của khách hàng của chị gì muốn lặp lại cho tụi em hiểu, để em biết được là cho đến khi em nâng cấp em lên thì đàn ông người ta mới ở lại. Bỏ một lượt ba người không dễ đâu em, tại cái đó nghiện đó. Rồi, đó là câu mà chị nói, không có đúng có sai. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đừng link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.